ăn uống ở đây ngồi chuyện với nhau ấy, thứ nhất là mình cùng một mối quan tâm là đâu rồi làm công việc được liên quan đến BA, cũng có thể không hẳn là mình đã thành nghề BA đúng không, nhưng mà mình, cái công việc mình liên quan đến BA, mình tìm hiểu xem rồi rốt cuộc là mình đông BA đâu làm cái gì. Đấy là một ý thứ hai thì mình xin giới thiệu là Nguyễn Thái Sơn, thì cũng ngày xưa cũng là dân cộng lập trình, học bách khoa không phải đi làm lập trình 2 năm, sau đó thì cũng có thời gian kiểu không biết là mình sẽ làm gì tiếp với công việc, tức là mình sẽ phát triển tiếp cái gì của mình, lập trình như nào, thì mình cũng thử làm unit hoặc là thử làm như hồi xưa ngồi với sơn đúng không, rồi làm cốt hơi thiên một chút sang cái công việc của EA, nhưng hồi đấy thực sự là mình không biết là có cái nghề EA tồn tại trên đời này. Và cùng với thời gian khi mình đi công tác làm khách hàng nước ngoài, đó là cùng công việc, và bây giờ mình thấy là hạng ra là có một cái người, tức là có một cái nghề như kiểu nghề như chúng mình đang ngồi ở đây, thì về sau này thì mình học về làm EA thì cho đến tận bây giờ ấy, thì ở trong một số công ty người ta đã hình thành rất rõ là có một cái career roadmap cho những người làm công việc kia. Trong cái buổi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ là ví dụ ở công ty mình hay là ở những cái môi trường mình đã trải qua cũng như là trên thế giới trong quá trình mình làm việc với họ cộng với cả làm những nghiên cứu của mình, thì cái roadmap bình thường cho những người theo nghề kia thì nó là cái gì, hoặc là nó có những công đoạn những bước như nào. Thì như các bạn nhìn thấy trên cái hình này, nếu ai mà nhìn không rõ mình có thể giúp biết không? Thì thứ nhất ý, là cái đầu vào của nghề BA, nếu mà ai mà đã tham gia cái buổi BA một lần thứ nhất thì mình cũng đã được trao đổi với nhau xem là những cái nghề gì hoặc những cái đặc tính gì đặc thù gì hoặc là những cái đầu vào như nào làm nghề BA được, thì như mọi người nhìn thấy là bất kể ai cũng có thể làm được. Ở đây mình chỉ lấy ví dụ là cái power user hoặc developer tester QC hoặc là chỉ custom support specialist, là tất cả nghề gì, thậm chí những bạn mà không có cái background về IT, không được học trong các trường về computer science.